Số 310, Kinh Đại Bảo Tích, Quyển 13, Hán Dịch Đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư, Trúc Pháp Hộ. Pháp Hội 3, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, Phần 6. Bây giờ, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ được Đức Phật thọ ký cho, sở nguyện đã đủ, chỗ mong đã toại, vui mừng vòng tay thưa. Bạch Thế Tôn, ngưỡng vọng đấng Đại Thánh quang lâm đến cõi khoáng giả quốc độ quỷ vương, tại cung xá mật tích của con thọ trai 7 ngày. Con cũng kính thỉnh các Bồ Tát và các Đại Thanh Phân cùng đến chỗ con ở, thọ bữa trai mọn 7 ngày. Tại quốc độ quỷ vương khoáng giả, các chúng quỷ thần yêu ma, Càn Thất Bà, Ma Hầu La Già và những chúng sinh khác được thấy Đức Phật Thế Tôn và chư Hiền Thánh, được nghe kinh Pháp tất sẽ được mãi mãi an vui, không có các họa hoạn, bèn sẽ bỏ lòng sân hận độc hại trái nghịch, tới Thiên Vương cùng quyến thuộc, đến cõi quỷ vương khoáng giả. Nếu được thấy Đức Như Lai nghe thuyết pháp, tất sẽ được an hòa, chẳng bị ách nạn. Vì lòng thương xót và muốn khai hóa vô số chúng sinh, khiến họ vun trồng cội công đức nên Đức Phật yên lặng nhận lời thỉnh 7 ngày cúng dường của Mật Tích. Mật Tích Kim Cang thấy Đức Phật yên lặng nhận lời thỉnh của mình, vui lòng mừng hớn hở cúi lại chân Phật đi nhiễu quanh bên hữu ba vòng, rồi lui đi. Bỗng nhiên ẩn mất trở về nước khoáng giả, nơi cung xá của mình. Sau khi về đến cung xá, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nghĩ, ta nên vì Đức Thế Tôn mà trang nghiêm cung điện cho hàng chư thiên cõi dục, cõi sắc được chưa từng có. Các Bồ Tát ở các thế giới, mười phương, đều vui mừng. Ta còn nhớ thuở trước một đêm, ôm ấp chí nguyện, tôn thờ đạo Pháp chẳng thể nghĩ bàn. Nay cũng sẽ như vậy. Về phương đông cách đây hàng hà xa số quốc độ, có thế giới tên là Vô Lượng Bảo Đức Định. Vô Lượng Bảo Đức Tịnh. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Tịnh Vương, ta nên mượn tòa sư tử cao lớn trang nghiêm thanh tịnh ở cõi ấy. Lúc ấy Mật Tích Kim Cang nhập Tịnh Bảo Vương Tam Muội, liền đó các tòa sư tử cao lớn trang nghiêm tốt đẹp như ở quốc độ Vô Lượng Bảo Đức Tịnh bỗng nhiên hiện đến nước khoáng giả quỷ thần vương. Các tòa ấy từ đông đến tây 2480 dặm, từ nam đến bắc 1280 dặm, dùng lưu ly, thủy tinh và sa cừ làm đất. Vô lượng hương thơm rải khắp nơi, có vô số lò hương báu đốt hương thù chịu. Rải các hoa trời, trang trí bao nhiêu là phẩm vật cực hảo, màu sắc đẹp sáng, làm vui đẹp lòng người, làm như thái thân người. Bốn minh tòa sư tử cao quý trang nghiêm ấy, lại tự nhiên có ức trăm ngàn triệu vô số những tòa sư tử, các báu làm chân, làm bao lơn, vô số thiên y trải lên trên. Những hoa sen báu, những trân châu thanh tịnh và các thứ báu đặt khắp trên đất. Trang trí vô lượng tòa sư tử cao lớn trang nghiêm thanh tịnh, chạy thể kỹ bàn như thế xong. Mật Tích Kim Cang từ Tam Muội an tường xuất định. Liền trong đêm ấy, sắm sửa những thức ăn uống lành ngon. Trang trí sắm sửa đã xong tất cả, đêm còn chưa sáng, lực sĩ nói với Tứ Thiên Vương rằng, các vị nên biết ngày hôm nay Đức Thế Tôn đã đến cung xá tôi thọ trai thịnh 7 ngày, các Bồ Tát và hàng Thanh Văn cũng cùng đến, các vị cho nên phóng dật, Phật đó Phật rất khó gặp, ức đời mới có, đều phải nhất tâm, nhàm tục mộ đạo cung kính phụng Phật để được khỏi sinh tử đến nơi chí đạo. Chánh pháp khó được nghe, thời cơ cũng khó được gặp, ba cõi không được cậy, không cậy được. Chỉ có đạo mới có thể nhờ như hư không khắp nơi không chướng ngại. Chớ để loạn tâm phóng dật, nên cùng quyến thuộc cúng dường Đức Phật 7 ngày. Chớ dựa nơi thân tâm, nên lấy đạo làm gốc, chớ theo việc khác mà tổn trái đạo giáo. Nên chuyên tinh nhất tâm cúng dường Đức Như Lai, khiến cho cõi nước của vua, các thổ địa quỷ thần, Càn Thất Bà đều quy y Phật, kính nghe đạo Pháp. Các vị nên rõ, tôi đã tỉnh Đức Thế Tôn cúng dường quy mạng rồi, xin nên nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, để tuyên bố khắp nơi cho tất cả đều được lợi ích. Như vậy mới gọi là báo đáp ân Đức Phật. Mật Tích Lực Sĩ có hai người con trai tên là Mật Binh và Thiện Phần. Lực sĩ bảo con trưởng là Mật Binh, người đi bố cáo khắp cả địa thần, hư không thần, trời Tứ Thiên Vương, trời Đạo Lợi, trời Dạ Ma, trời Đau Xuất, trời Hóa Lạc,
trời tạo hóa tự tại lên đến nước trời thiên ma, cho tất cả đồng hay rằng: ngày hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sẽ đến cõi nước quỷ vương khoáng giả tại cung xá Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ thọ thỉnh cúng dường. Các Bồ Tát và hàng thanh văn cũng đồng đến. Ai muốn thấy Phật nghe pháp thì đến dự hội. Thái tử Mật Tích lãnh lệnh Như Lát đã truyền ra khắp nơi. Lực sĩ lại sai con thứ Thiện Phần dùng thần thông đi bố kéo khắp các cõi trời sắc giới, từ trời sơ thiền phạm chúng thiên đến ở trời tứ thiền sắc của cánh thiên, rằng ngày hôm nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ đến thọ cúng dường tại cung xá của Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ ở nước quỷ vương khoáng giả. Ai muốn thấy Phật nghe pháp thì đến dự hội. Thiện Phần lãnh lệnh Di Lát đã truyền rao khắp trời cõi sắc. Trong khoảnh khắc sau, chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc cùng nhau đến dự hội và dừng ở hư không, ngồi theo thứ tự khắp một khoảng ngang rộng trên dưới đều 40 dặm. Đạo tràng đã trần thiết trang nghiêm sắm dọn xong, Mật Tích Kim Cang chắp tay hướng về phía Đức Phật đang ngự mà bạch rằng: giờ thọ trai đã đến, xin Phật Thế Tôn cùng chư hiền thánh chúng quan lâm. Lực sĩ tiếp nói kệ: Đại Thánh Lượng Túc Tôn, trên hết trong trời người, nay trai thời đã đến, thỉnh Đức Phật quan lâm. Giới đức như sen nở, tinh tấn càng tăng trưởng, tam quý trên chở che, đấng tối thắng đoái thương, kiến lập nơi thánh đế, từ bi ban ân lớn, không ngã không ngã sở, đấng sơ tự đoái thương. Giới hạnh học nghe rộng, hoa giác ý xinh tươi, trái giải thoát đầy đủ, cây thù thắng quan lâm, công đức lớn như biển, ý Phật sâu lại rộng, định trong sạch là ý, hạnh tinh tấn vững mạnh, từ bi làm đạo tràng, chuỗi trí tuệ trang nghiêm, bản tuệ sáng mở tỏ, sinh đại thánh từ cố. Trí vô động đệ nhất, dùng dược thọ chữa bệnh, học vô học tịnh sáng, đấng tối thắng quan lâm. Đức Thế Tôn thấy Mật Tích Kim Cang bạch đã đến giờ, tìm bảo đại chúng nên sớm chuẩn bị đắp y cầm bát đến chỗ Mật Tích Kim Cang 7 ngày thọ thỉnh. Trong hàng thanh văn và các Bồ Tát, những vị có thần thông thì tự dùng thần lực đi theo Đức Phật, những vị không có thần thông thì đứng vào trong ánh sáng của Đức Phật, nương oai thần của Đức Phật đều được đi cả. Lúc Đức Phật lên đường, các Bồ Tát đi trước dẫn đường, các thanh văn đi hầu phía sau. Chúng trời rồng cầm hoa hương kỹ nhạc chầu trên không. Chư thiên nữ nói kệ ca ngợi Đức Phật rằng: vui mừng phát quang minh, âm nhạc tự nhiên vang, trời mưa các thứ hoa chấn động cả thế giới. Phật oai đức rất lớn, thần thông ba la mật, Phật biến hóa vô hạn, rất mừng được thấy Phật. Phật các tường vô lượng, Phật thần thánh vô biên, Phật oai nghi vô cùng, Phật công đức vô hạn. Phật đến núi Linh Thú, tại trong 8 núi lớn, bay lên giữa hư không, vô ngại như vua nhãn. Chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc thấy Đức Phật Thế Tôn từ hư không mà đến, chỉ như mặt trời sáng hiện trong nước, như mặt trăng tròn đứng giữa các vì sao. Chư thiên đế, như thiên đế tôn quý trong hàng chư thiên, như phạm vương chói che chúng hội, tất cả đều rất vui mừng. Liền rải bao nhiêu thứ hoa trời xanh vàng đỏ trắng cúng dường Đức Phật, như là hoa ý, hoa đại ý, hoa nhu nhuyễn, hoa đại nhu nhuyễn, hoa trú dạ thọ, hoa ly cấu. Những thứ hoa trăm cánh, ngàn cánh, đến trăm ngàn cánh, chư thiên cũng nổi mây rải các thứ hương trời, hương thiện diệu, hương thường huân, hương ô diên, hương thường hữu, đồng thời cũng trỗi âm nhạc trời. Giây lát sau, Đức Phật cùng các Bồ Tát và chúng thanh văn đến nước quỷ vương khoáng giả thuộc cõi nước của Tối Thiên Vương, dừng lại tại cung điện của họ. Lúc Đức Phật vừa dừng bước, tất cả đại địa chấn động, có ánh sáng chiếu khắp 10 phương. Tối Thiên Vương thấy Đức Phật đến, vội vàng cùng quyến thuộc mang hương hoa phan lọng trỗi nhạc đàn ca đến trước Đức Phật, đảnh lễ đi vòng bên hữu ma vòng, rồi rải hương hoa cúng dường. Xong rồi đồng chắp tay đứng qua một phía. Đức Thế Tôn vì Tứ Thiên Vương mà ban tuyên kinh pháp: 13,000 quỷ thần yêu ma phát tâm vô thượng bồ đề, 10,000 ngọc nữ cũng phát tâm như vậy. Bây giờ Mật Tích Kim Cang cùng các con cung nhân thệ nữ và quyến thuộc cầm hương hoa
vang lộng trỗi nhạc đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nhiễu để nhiễu bên phải bảy vòng. Rồi đại hoa trại hương cúng dường, tất cả đều theo thứ tự mà ngồi. Tòa sư tử của Đức Phật ngự cao lớn trang nghiêm hơn cả. Các Bồ Tát và hàng thanh văn vẫn ngồi nơi chỗ của mình. Chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc thấy những tòa sư tử được trần thiết ấy rất cao lớn trang nghiêm, thì lấy làm lạ, tự nghĩ, sao một tích lực sĩ tìm đâu được những tòa sư tử báu đẹp trang nghiêm huyền diệu thù thắng thế này. Thử oai thần của Đức Phật, ở trên không tự nhiên có tiếng bảo, các vị muốn biết ư, về phương đông cách đây quá hàng hà xa cõi nước, có thế giới tên là Vô Lượng Tịnh, Phật hiệu là Tịnh Vương Như Lai Chế Chân Đẳng Chánh Giác. Mật tích đã từng thấy cõi phi diệu trang nghiêm thanh tịnh ấy, nay vì pháp mà trưng vời những tòa cao rất vi diệu ấy. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vừa ngồi lên tòa sư tử cao rộng xong, trong nước quỷ vương khoáng dã, chúng quỷ thần yêu ma, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hù La Già đồng đến lễ Phật rồi đứng qua một phía chắp tay cung kính. Mật tích Kim Cang nói với Tứ Thiên Vương và những chúng đến dự hội. Thưa các vị, nay những thức ăn uống đã sẵn sàng, các vị nên cùng tự tay cần mẫn dâng cúng lên Đức Phật và Bồ Tát Thánh chúng. Vì sao? Vì như lời Đức Phật đã dạy, nếu ai có thể hoan hỷ, ủng hộ hưng công cúng dường, thì được phước đức vô lượng, đối với Thế Chủ phước cũng chẳng giảm. Mật tích Kim Cang cùng các con và cung nhân quyến thuộc, tự tay xuất thức ăn lành ngon nhất, tâm cung kính, dân cúng Đức Phật và Thánh chúng. Đức Phật và Bồ Tát Thánh chúng đều được số mạng, chư vị ăn uống, dân nước rửa và Mật tích Kim Cang kê chiếc ghế nhỏ, ngồi ở trước Đức Phật bạch. Bạch Thế Tôn, mong đấng từ bi phải thời thuyết pháp cho các loài chúng sinh rõ được đạo vô sinh. Người chưa phát tâm được phát đạo tâm, người đã phát đạo tâm được lên bậc không thoái chuyển, cô làm cho chúng quỷ thần yêu ma Càn Thác Bà đây mà mãi được an ổn, không đọa, không hòa hoạn, vui hòa nhân từ. Chư thiên người đời cùng chúng sinh trong ba cõi được tâm nguyện thù diệu, thù tuyệt siêu việt thế gian. Đức Phật bảo Mật tích Kim Cang và toàn thể đại chúng, lắng nghe phải khéo suy ngẫm. Nếu thiện nam thiện nữ nhập được pháp môn an trụ bền vững, thì được tâm nguyện thù đặc không chỗ phân biệt sai thất. Mật tích lực sĩ cùng đại chúng phân dạ lắng nghe. Đức Phật dạy, nếu thiện nam thiện nữ dốc lòng, ngưỡng tính khéo theo đạo pháp, nhiều sự thuận nghi muốn thấy các bậc hiền thánh để được nghe pháp, lòng chẳng ganh ghét, chẳng lẫn tiếc, giờ tay bố thí, bồ tát quen thích theo thế tục, chỗ phước bố thí chẳng mong báo đáp, chẳng mang lòng não hại, ý chí trong sạch chuyên tinh nhất tâm, chẳng hề bạo dữ, tin nhân quả báo ứng, ưa thích nghiệp lành, chẳng có hồ nghi do dự, thấy rõ lý thanh bạch, biết quả chẳng mất, ta bỏ thân mạng chớ chẳng phạm tội ác, luôn nhân từ, không giết hại, không trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng phạm nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu và nói lời theo dệt, chẳng ghen ghét, giận thù và si mê, chẳng phạm mười ác mà mười và hành mười lành, cũng khuyên người khác làm như vậy. Thường bình đẳng, thành tính thấy hàng sa môn phòng trì giới hạnh tinh tấn tu hành, tư duy tu tập, đúng nghĩa, tiết, vắng lặng, đạm bạc, chẳng luyến trước, chẳng tà ngữ, chí tánh nhân từ, rời bỏ pháp ác sốt bạo, chói sáng như ngọn đuốc, tâm tấn bình hòa, không nói lời khinh hủy, bỏ tuyệt ngũ nghê, giúp rời tâm đường đột phiền não, luôn luôn huệ thấy, thường cung kính tôn trọng các bậc sa môn thanh tịnh ấy, đồng như Phật và đệ tử Phật, thường theo hầu cận khiêm hạ đảnh lễ, chẳng làm trái ý, thường phụng sự các thiện trí thức ấy, cho vì mến pháp nên dùng pháp thí cứu tế nguy ách, ban tuyên chánh pháp để giáo hóa người, bố thí được giàu trì giới sinh thiên, nghe rộng thêm trí, tu hành hợp đạo, bố thí thì của nhiều, sang tham thành ngạ quỷ, trì giới nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm và trí tuệ thì lần nhập đạo pháp, phạm giới thì đọa địa ngục, giận hờn thì xấu xí, lười biếng thì bỏ đạo, loạn tâm thì sinh tội, ngu si thì tối tâm. Đó là do nơi thân, nơi khẩu, nơi ý mà có quả báo. Ba nghiệp phạm ác thì mãi mãi chẳng xa, chẳng an, xa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Giữ gìn ba nghiệp chẳng phạm thì sinh lên trời,
sanh trong người, ở chỗ chư Phật mãi mãi an vui không có hoại hoạn. Phải vì mọi người mà khai thị quả báo tội phước, chỗ kết quả của điều thiện ác. Nếu thấy người có căn lành pháp khí, thì vì họ mà giảng pháp sâu xa. Những pháp không, vô tướng vô nguyện, đi không chỗ đi, đến không chỗ đến, không ngã, không nhân, không thọ, không mạng. Vì họ mà phân biệt pháp vi diệu 12 nhân duyên, do dựa vào sự này nên có sự kia. Nếu chẳng dựa vào sự này, thì sự kia chẳng sinh. Do đây mà thành kia, chẳng do thì chẳng thành. Do vô minh mà thành hành, do hành mà thành thức, do thức mà thành danh sắc, do danh sắc mà thành lục nhập, do lục nhập mà thành xúc, do xúc mà thành thọ, do thọ mà thành ái, do ái mà thành thủ, do thủ mà thành hữu, do hữu mà thành sinh, do sinh mà thành lão tử, hợp thành khối đại khổ, thành thân bốn đại ấm. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt thì không có lão tử khổ lụy vì ngũ ấm tứ đại, mà mãi mãi an vui, không còn hoại hoạn. Bởi diệt dứt hết thì không còn có, vì sao? Vì khởi cái này thì sinh cái kia, không khởi cái này thì không có cái kia. Cũng như trồng cây mới sinh chồi rễ, cội nhánh lá hoa trái, nhổ cây không chồi thì đâu còn nhánh lá hoa trái nữa. Tỏ ngộ lý đế, không có vô minh, không còn chấp trước thì chẳng còn gì kéo níu sinh khởi 12 chi. Tất cả đều do duyên mà đối sinh, không có duyên thì không có đối sinh. Tất cả ba cõi đều vốn không, đều từ không mà sinh, đều từ có mà tử. Vì chẳng thấu đạt không vô mà cho rằng từ nơi có mà thành ra sinh, chẳng biết có ấy rộng không, do chấp lấy có ngã mà thành ra tử vậy. Biết không thì chẳng sinh, rõ có thì chẳng tử. Vì tội nó theo, trần lao nó đến nên điên đảo, vỗ não si tối chẳng thật. Vì họ mà tiên chân đế ứng theo, nghi tiết, quán sát đúng pháp, mà ở nơi pháp không có tạo tác. Chẳng có chỗ tạo thì không có thoái chuyển, cũng không chẳng thoái chuyển, chẳng có nạn qua lại xoay quanh. Giả sử phân biệt nơi pháp mà phân biệt không chấp trước, nhận biết là vốn không, tất cả các pháp đều đạm bạc, vắng lặng, gây giận cho người ấy, hoặc Bồ Tát ấy thường được thấy Phật, chẳng rời bên Phật, chẳng mất sự nghe pháp, chẳng trái thánh chúng. Sinh về nơi nào đều thấy chư Phật, dẫu có tác sinh mà chẳng sinh về chỗ không có Phật. Vì sinh ra được thấy Phật nên không phóng dật, mộ cầu pháp chân chánh tinh tấn, siêng tu tập, theo đây chẳng nên màng gia nghiệp, mà hay giữ gìn tịnh hạnh, chẳng luyến vợ con tuổi tớ, giữ gìn nhà cửa mà siêng năng thọ trì chánh pháp, không chơi bời phóng túng ái dục. Chư Phật Thế Tôn thuyết giáo vì dốc lòng tin mà xuất gia tu hành, sau khi tin pháp Phật xuất gia thì làm bạn lữ chân chánh với thiện tri thức, để thọ nghiệp chân chánh, tánh hạnh vi diệu, nghe pháp huyền diệu, lấy sự hành đạo làm trọng yếu mà chẳng chân diện, giác ý đệ nhất mà chẳng nhầm đủ, thường cầu học rộng, như pháp được nghe vì người khác mà giảng rộng. Tâm không mơm lợi dưỡng cung kính, mà giảng thuyết kinh điển. Từ nơi trí tuệ đã được học hỏi, nhân lúc đi đứng mà vì người giảng thuyết, làm cho người nghe pháp thêm lớn lòng đại từ, mà đối với chúng sinh phát tâm đại bi, đến được học rộng, không lận tiếc, chẳng tham thân mạng, ít muốn, ít cầu, mà biết vừa đủ, trong nghiệp lành, vui cúng dường, thích rảnh rang vắng vẻ, chuyên rồng giữ tiết. Theo nơi pháp được học mà suy ngẫm nghĩa thú, về nơi nghĩa chính, về nơi chính nghĩa suy xét phụng hành, chớ chẳng thiên về văn sức, chẳng thiên vì mình, mà vì chúng sinh cầu đại thừa tối thượng, chỉ mộ Phật thừa, thành không phóng dật. Thế nào là không phóng dật? Do vì đã thấu đạt cảnh giới nên nhãn chẳng thấy sắc, chẳng thọ vọng tưởng, chẳng trước văn sức, đó sắc là nạn, dù có mến thích liền, bỏ nó qua, biết nó vốn là không. Nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý biết pháp cũng như vậy, chẳng biết pháp, chẳng vọng tưởng, chẳng trước pháp rõ là pháp nạn, dù có mến thích liền, rời bỏ, biết rõ pháp là không. Nói rằng không phóng dật đó, tâm mình cũng
tâm mình không sinh, cũng hỗ trợ tâm người khác, bỏ vui ái dục vào nơi pháp lạc. Chẳng tưởng tham dục, không tưởng giận hờn, không tưởng nguy hại, không có nghiệp hành tham dục, giận thù, ngu si, không có những căn bản ác ấy. Thân chẳng làm điều ác, miệng chẳng nói quấy, tâm chẳng nghĩ bẩn, chẳng làm trái với tâm niệm, chẳng phạm tất cả những pháp bất thiện. Như trên đây gọi là không phóng dật. Do vì không phóng dật mà thường đúng tiết hạnh, biết rõ có, biết rõ không, biết rõ không, không có. Sao gọi là có, gì gọi là không? Người tu hạnh bình đẳng thì có hiền thánh giải thoát. Người tu hạnh tà ngoại thì không có hiền thánh giải thoát. Lại cũng có quả báo tội phước, hoặc có quả báo không tội phước, hoặc có nhãn, hoặc không nhãn, cho đến hoặc có ý, hoặc không ý. Là có thể biết rõ sắc là pháp vô thường, khổ, không, biệt ly, thì gọi là có trí học đạo. Còn chấp sắc là pháp có thường, còn mãi không biệt ly, bởi không có tuệ bình đẳng mà có niệm chấp ấy, nếu có tưởng hành trước khổ, có trọn pháp vô thường, khổ không biệt ly. Lại từ vô minh làm duyên mà sinh ra nghiệp bất thiện, nếu không có vô minh thì không có hành, tự duyên làm tự sinh làm duyên mà có già bệnh chết, nếu không có sinh thì không có già bệnh chết. Bố thí thì nên phước lớn, nghèo thiếu do không thí xả, cùng khổ thì do tham ganh, bỏng sẻn thì không có nhiều, không có của nhiều. Phụng pháp thì đến đạo, chẳng thuận nghi tắc thì chẳng thành đạo nghiệp. Bồ Tát tinh tấn thì được trí tuệ lớn, Bồ Tát giải đãi thì chẳng được đạo. Người chẳng tự tôn tự đại là thật được bí quyết lạ. Người cống cao thì chẳng đến niết bàn, nếu khắp vắng lặng thì đến niết bàn. Người chấp tôi ta tham thân thọ mạng thì chẳng đến đạo tuệ. Vì thế nên làm người phải thuận theo thời nghi. Đức Phật dạy, nếu thiền nam thiền nữ tu phổ minh trí, hoặc có chỗ biết, hoặc không chỗ biết, hoặc ở nơi đời, hoặc không ở nơi đời, hoặc có thiên thật, hoặc không thiên thật, đều không chấp trước. Đức Như Lai minh chứng tất cả pháp dạy bốn pháp thí. Một, tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Tất cả chỗ có đều là khổ độc. Tất cả các pháp đều không có ngã. Tất cả hữu tình đều đến nơi không, vô vi, niết bàn, tịch diệt. Vì thế nên nói rằng tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Hơn nữa chúng sinh ngu tối mê lầm, tự nghĩ là có thường. Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ sự chấp có thường ấy. Tất cả chỗ có đều là khổ độc. Chúng sinh mê tối cho là có vui. Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ quan điểm quá vui của họ. Tất cả các pháp đều không có ngã. Chúng sinh chấp là có ngã. Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ ý tưởng có ngã ấy. Tất cả hữu tình đều về nơi trống rỗng, đều nơi rỗng không. Chúng sinh mê muội là tưởng đều là có. Đức Như Lai vì họ nên thuyết pháp dứt trừ tưởng chấp là có ấy, để được niết bàn vắng lặng. Tất cả chúng sinh quan niệm tự đại, Đức Như Lai thuyết pháp khiến người tự đại chẳng còn cống cao, vứt bỏ chấp trước. Vì được nghe vô thường mà họ hiểu đều rỗng không, đây mới hiểu rõ nghĩa vô thường. Nghĩa ấy là thế nào? Tất cả vạn vật đều chẳng sinh, chẳng tăng, chẳng khởi, chẳng diệt, đây mới gọi là ngộ nhập vĩnh viễn vô thường. Vì được nghe nói là khổ mà họ trừ được lòng cầu mong, nằm ấm rỗng không, không có sinh khởi, đây là nghĩa của khổ. Vì nghe nói tất cả pháp đều không có ngã mà phụng trì môn không giải thoát, với ngã và vô ngã không thấy có hai tướng sai khác, đây là nghĩa vô ngã. Vì được nghe niết bàn tịch diệt nên quyết chí đến không tưởng thọ, chẳng sinh chẳng diệt, là đều diệt định, không có đầu có cuối, đây mới gọi là hiểu rõ nghĩa không. Vì thế chẳng lấy vô tướng mà làm chỗ chứng. Nếu có Bồ Tát hay thực hành như vậy thì chưa từng trái mất tất cả những công hạnh đạo phẩm do vô tướng hành mà khắp đầy đủ 37 phẩm đạo pháp của chư Phật. Lúc Đức Thế Tôn ở tại cung điện của Mật Đức Kim Cang theo bệnh mà thuyết pháp, trong chúng hội liền có hai vạn trời người phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô số người thọ năm giới. Bây giờ Tứ Thiên Vương tiến lên thưa bạch Thế Tôn, xin thương chỉ dạy chúng con phải hộ trì thế gian như thế nào
Đức Phật dạy. Các ông nên đem 10 pháp hạnh hộ trì ở thế gian chúng sinh. Những gì gọi là 10 pháp hạnh? 1. Chẳng sát hại sinh mạng của tất cả loài hữu tình. 2. Chẳng trộm lấy tài vật của kẻ khác. 3. Chẳng phạm đến vợ của người khác. 4. Chẳng lớn tiệc làm tranh cãi cho người. 5. Chẳng vọng ngôn khi dối người. 6. Chẳng ác khẩu dùng lời làm thương tổn người. 7. Chẳng ý ngữ. Tất cả lời nói ra đều không theo dệt trau chuốt. 8. Chẳng có lòng ganh ghét đây kia. 9. Ở nơi những sự lành dữ chẳng nổi giận nóng. 10. Thường tu học chánh kiến, chẳng theo tà kiến nghi ngờ. Này các ông đem 10 điều này hộ trì thế gian mới là đúng với giáo pháp. Là có 8 pháp hộ trì thiên hạ. Những gì gọi là 8 pháp hộ trì? 1. Hành động đúng với chánh pháp không hề trái. 2. Thờ kính các bậc tôn trưởng, chẳng có lòng khinh mạng. 3. Nói lời dịu dàng, không nói lời cộc cằn. 4. Khiêm nhượng, từ tốn, cung kính, thuận thảo. 5. Luôn luôn thành thật chất phát, không gian xảo lọc lừa. 6. Thường tu nhân hòa mà không định bỡ. 7. Với tất cả điều ác đều không phạm. 8. Đem các công đức lành lợi ích cho thế gian. Là có 6 việc hộ trì thiên hạ. Những gì gọi là 6 việc hộ trì? 1. Thân thường thực hành nhân từ, chẳng tổn hại chúng sinh. 2. Bị nói lời nhân từ, chẳng thốt ra lời hung ác. 3. Ý niệm nhân từ, chẳng hung bạo. 4. Khắp cai quản sự nghiệp để được lợi dưỡng. 5. Khắp hộ trì cấm giới mà không để sai phạm. 6. Khắp đêm chánh kiến để khai đạo kẻ tà bậy. Là có 4 sự việc thường là những sự đứng đầu để hộ trì thế gian. Những gì là 4? 1. Phàm có lập công hạnh gì, không bao giờ tham lam ganh ghét. 2. Chẳng có lòng giận thù hại người. 3. Chẳng bị ngu dốt mà che đậy để thêm chỗ chẳng biết. 4. Đi đến chỗ nào chẳng có lòng sợ sệt. Lại có 2 sự dùng để hộ trì thế gian nhân chân. Những gì là 2? 1. Tự hổ thẹn từ vô số kiếp chẳng theo đúng đạo pháp. 2. Xấu hổ với người, tự trách mình chẳng tâm nhập đạo pháp cứu hộ tất cả chúng sinh. 3. Đức Phật dạy Tứ Thiên Vương. Các ông nên thi hành các pháp ấy để hộ trì thế gian thiên hạ. Vì kiến lập được các pháp hành như vậy mới hộ trì thế gian được. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ tiến lên lễ Phật rồi bạch Phật. Bồ Tát nên thực hành pháp không giận nóng để đến đạo vô thượng Bồ Đề như thế nào? Đức Phật dạy. Này thiện nam, Bồ Tát có 10 việc thực hành pháp không giận nóng để đến đạo vô thượng Bồ Đề. Những gì là 10 pháp? 1. Thường thực hành lòng nhân từ, chẳng phạm tổn hại. 2. Chẳng chán nhàm các tai nạn, thường tu tập lòng đại bi. 3. Sự nghiệp được làm đều siêng năng tinh tấn mà có thù đặc. 4. Thường phụng hành pháp môn giải thoát không đến được tam muội. 5. Từ nhân duyên phát khởi nhập vào trí tuệ. 6. Dùng quyền phương tiện vào khắp tất cả. 7. Thấu rõ 3 đời, quá khứ, vị lai và hiện tại. 8. Dùng chân đế quán thấy khắp, không chỗ chướng ngại. 9. Tuân phụng đạo pháp, nhập vào tất cả pháp. 10. Tất cả các pháp đều về rộng không. Mật Tất Kim Cang là bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu Bồ Tát có bao nhiêu pháp để được không khiếp sợ khi nghe pháp chẳng nghĩ bàn của Đức Phật? Đức Phật dạy, này thì nam Bồ Tát có 8 pháp, khi nghe pháp chẳng nghĩ bàn của Đức Phật thì không khiếp sợ. Những gì là 8? 1. Công đức được tạo ra thường có thể đạt đến đúc đáo. 2. Nhất tâm thiền quán tư duy thông đạt chẳng tán loạn. 3. Vì làm thiện hữu mà được thuận tùng. 4. Tâm thường dốc lòng tinh thích pháp vi diệu. 5. Vì hiểu các pháp đều như huyền hóa. 6. Hiểu rõ tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn. 7. Rõ tất cả pháp chẳng thể nắm bắt như hư không. 8. Thông suốt tất cả pháp là tướng hư dối. Mật Tích Kim Cang là bạch. Bạch Thế Tôn, sao gọi rằng Bồ Tát được tự tại nơi pháp Bồ Tát? Đức Phật dạy, này thiện nam, vì có 4 pháp mà Bồ Tát được tự tại nơi pháp Bồ Tát. Những gì là 4? 1.
tuân hành như huyễn tam muội thông suốt tất cả pháp nhập vào năm tứ thần tông mà đặc biệt siêu việt. 2. Vì ba giải thoát môn hơn cả bốn thiền. 3. Dùng trí ba la mật để tu bốn phạm hạnh. 4. Hành quyền phương tiện đủ sáu ba la mật đa. 7. Mật thích kim cang lại bạch: Bạch Thế Tôn Bồ Tát, có bao nhiêu pháp nhập vào pháp môn? Đức Phật dạy: Nay thiền nam có bốn pháp Bồ Tát nhập vào pháp môn, nghĩa như là bốn. Một, nhập vào môn thiền quán, biết rõ đầy đủ căn bản tất cả chúng sinh. 2. Nhập vào môn trí tuệ, biết rành tất cả chương cố nghĩa lý và vì chúng sinh mà diễn thuyết. 3. Nhập vào môn tổng trì, tất cả chỗ được thọ trì đều nhớ luôn chẳng quên. 4. Nhập vào môn biện tài, do đó mà có thể làm vừa đẹp lòng tất cả chúng sinh. Mật Thế Kim Cang Lực Sĩ lại bạch: Bạch Thế Tôn, vì có bao nhiêu đạo lực mà Bồ Tát gây dựng nên hạnh Bồ Tát, lại những đạo lực ấy không ai đương cự được, do đó mà hàng phục chúng ma. Đức Phật dạy: Này thiện nam, Bồ Tát có tám đạo lực hàng phục chúng ma, không ai đương cự được những gì là tám. 1. Sức mạnh đạo tâm tánh hạnh thanh tịnh. 2. Sức mạnh tinh tấn chẳng thoái chuyển. 3. Sức mạnh nghe rộng phụng hành bát nhã ba la mật đa. 4. Sức mạnh nhẫn nhục hộ trì các chúng sinh. 5. Sức mạnh vô sinh chẳng mang lòng sân hận. 6. Sức mạnh chẳng hư vọng đầy đủ giải thoát. 7. Sức mạnh tu đạo hạnh đầy đủ trí tuệ. 8. Dùng sức đại bi khai hóa chúng sinh. Lúc Đức Phật nói những pháp ấy, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ và 500 người con trai được vô sinh pháp nhẫn. Vì được pháp nhẫn nên họ đồng tiến lên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn đem tám pháp hiếu ấy truyền khắp thiên hạ, vì thương chúng con nên làm cho cung điện Mật Tích này tự nhiên rộng rãi. Khi Phật diệt độ rồi, do căn bản công đức này quang minh chiếu khắp, làm cho lưu bố khắp nơi mà chẳng mất. Đức Phật thấy biết tâm niệm hộ pháp của các người con trai của Mật Tích, bên bảo Mật Tích Kim Cang rằng: Mật Tích Kham Nhiệm, được chân cố pháp yếu này, lúc ta đến ngồi hiếu cổ Bồ Đề mà vương đang minh đến, ông cùng các Bồ Tát đến dùng oai thế ủng hộ ta nên hàng phục được ma binh. Nay ông lại phải ủng hộ mặt thế sau này, làm cho pháp yếu được lưu bố khắp diêm Bồ Đề đến tận mười phương, làm cho chánh pháp được còn lâu, chế ngự tất cả dị học ngoại đạo. Mật Tích Kim Cang được Đức Phật khuyên bảo liền rời chỗ ngồi, quỳ lại chắp tay tuyên thần chú rằng: Hê Lê Hư Lư Hư Lư Kỳ Cường Tiêu Tụ Các La Nhãn Động Diêu Quy Cứu Nhẫn Lực Lực Tận Tịch Phạ Tác Giác Chí Y Lê Khư 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 Lê Khư Lê Hộ Vô Trạch Trụ Thắng Sinh Vãng Hoàng Phô Khúc Dĩ Từ Thọ Chi Điều Hòa Thành Thí Trì Dĩ Chư Thiên Long Cáo Quỷ Thần Càng Thất Bà Yêu Mị Nhược Nhân Phi Nhân Thương Các An Ổn Đồng Ư Sơn Vương Diệt Chấn Đại Địa Dùng Thiết Thử Chú Cố Nhiếp Phục Ngoại Đạo Pháp Quân Sở Cứu Quảng Diệu Pháp Viêm Đốc Tính Thị Cố. Nghe thần chú này rồi, các thiên chúng đồng có tiếng khen ngợi. Chánh pháp trụ rất lâu, vang cả đại thiên giới. Tất cả đại chúng đồng từ đến trước pháp vương quy mạng cho hết tội, ban cho không nạn sợ ai trì môn giáo này, khiến chánh pháp còn mãi. Đức Thế Tôn ở cung điện Mật Tích Kim Cang tại nước Quỷ Vương Khoáng Giả thọ cúng dường 7 ngày, khai thị giáo hóa vô số chúng sinh. Giữa ngày thứ 7, Đức Phật bỗng rời cung điện Quỷ Vương Khoáng Giả cùng các Bồ Tát và hàng thanh văn bay lên hư không. Tất cả chư thiên ở trên ấy đồng cúng dường Đức Phật và khắp thánh chúng. Chư thiên nữ đều đồng ca ngợi phóng ánh sáng lớn trong thứ nhạc cõi trời. Nhạc cõi trời tự hòa tấu trên hư không mưa các loại hoa thơm đẹp, khắp cõi Phật đều chấn động. Như vua Phượng Hoàng, Đức Phật trở về núi Linh Thiếu. Tại núi Linh Thiếu, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo và các Bồ Tát quý phục bay quanh đều tư duy đạo giáo. Bây giờ vua A Xà Thế đã gọi thành Đa Chuyệt Kỳ, cùng với hàng trưởng giả Phạm Chí kính thinh Tam Bảo đến núi Linh Thiếu. Nhân dân khắp nước nghe Đức Phật trở về để vân tập. Xế trưa rời thành đến núi Linh Thiếu, mọi người lãnh lễ chân Phật đi quanh bên phải 7 vòng, rồi ở qua một bên. Vua A Xà Thế tiến lên bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, hôm trước con từng họp quần thần tham nghị
Lúc ấy có các tỳ kheo đến chỗ Thái tử tuyên bố rằng, hôm nay Đức Thế Tôn qua đến nước Quỷ Vương khoáng dã, tại cung điện Mật Tích Kim Cang Thọ Trai. Bạch Thế Tôn, nghe được lời tuyên bố ấy, con cho là rất lạ lùng chưa từng có. Chư Phật Thế Tôn thật chẳng thể nghĩ bàn mới có thể ban ân Đức Đại Bi, thương xót cứu vớt khắp cả chúng sinh, dựa như hư không. Đến mấy ngự đến cung điện Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ tại nước Quỷ Vương khoáng dã, lại nguyện của Đức Phật không thể ví dụ được, không có lời nói hết được. Nếu có ai được Đức Như Lai giảng dạy, không ai là chẳng được an vui lợi ích. Bạch Thế Tôn, Mật Tích Kim Cang vun trồng cội công đức thế nào mà được biện tài to lớn ấy? Đức Phật dạy, này Đại Vương, giả sử mười phương đều như số cát sông Hằng, mà mỗi hạt cát còn có số hạn, chư Phật được Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ gần gũi cúng dường không thể tính đến được. Do đó mà lực sĩ ấy được đại biện tài như vậy. Này Đại Vương, vô lượng số kiếp quá khứ có Đức Phật hiệu là Tức Ý Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, thế giới tên là Tuyển Chủ, kiếp hiệu là Bất Di. Đức Phật Tức Ý ấy thuần giáo hóa chúng sinh, chúng Bồ Tát đều làm cho tinh tấn cả. Lúc ấy có Bồ Tát hiệu là Dũng Lực Lễ Phật Tức Ý bạch rằng, như chỗ con lãnh hội ý nghĩa của Đức Phật đã dạy, nếu có Bồ Tát nào nghĩ rằng con sẽ chứng đến đạo vô thượng, thành tối chánh giác, Bồ Tát nào nghĩ như vậy thì gọi là giải đãi. Tại sao? Bồ Tát ấy chẳng tinh tấn nhèm sợ sinh tử. Nếu có Bồ Tát thấy sinh tử hoàn nạn thì thấy được kết sử triền phược, chẳng nhập niết bàn, chỉ hóa độ chúng sinh, thì mới thành tối chánh giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn, pháp của Bồ Tát là siêng tu tập đạo hạnh khắp trong sinh tử, khai đạo lợi ích vô lượng chúng sinh cho họ nhập vô như niết bàn, mà cũng không chỗ được giáo hóa. Vì thế Bạch Thế Tôn Bồ Tát hạnh phải trọng sinh tử, chẳng kính nhập niết bàn. Bồ Tát hạnh trọng sinh tử rồi, phụng thờ vô lượng chư Phật, khai đạo lợi ích vô lượng chúng sinh, nghe học vô số pháp, nhập vào tâm niệm của chúng sinh, chí nguyện sở hành kính hành niết bàn, trọng các quán hạnh. Nếu thấy có Bồ Tát sợ sinh tử khổ hoạn thích hành niết bàn, thì nên quan niệm rằng Bồ Tát này chắc là đọa lạc vì bỏ mất hạnh Như Lai, có lỗi với chúng sinh. Sao gọi là Bồ Tát mà chẳng thuận theo hạnh Bồ Tát lại thích thanh văn địa, duyên giác địa? Đây đáng gọi là không có hạnh Bồ Tát, là hạnh thanh văn. Vì sao? Hạnh của hàng thanh văn sợ khổ hàng sinh tử, còn Bồ Tát đi trong vô lượng sinh tử mà chẳng bị ràng buộc. Đức Tức Ý Như Lai khen Bồ Tát dũng lực rằng, lành thay, lời nói ấy rất hay, ngôn giáo thuần thục. Bồ Tát hành đạo bỏ sự an vui của chính mình mà chẳng bỏ người khác, thường xét lỗi mình mà chẳng tìm lỗi người. Dũng lực sĩ Bồ Tát bạch lại bạch, Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát hạnh Đức Phật Tức Ý dạy? Nay thì nam, tự chính lấy việc làm của mình mà vì chúng sinh tuyên nói sự thành bại khổ nạn sinh tử, chịu lấy vô lượng khổ hoạn của sinh tử mà không khiếp sợ, chẳng thích bậc thanh văn và bậc duyên giác, mà chuyên tu tập việc làm của Bồ Tát, chẳng luyến thiền định, ở trong ba cõi biết rõ thiền định, biết rành các ác đạo, tu tập các môn phương tiện, biết hết cả công đức thiền định trí tuệ giải thoát dẫn cùng tận, phát trí tuệ vô sinh, vì người mà ban tuyên tất cả pháp bản lai không có, trí cũng vô sở đắc, biết các chúng sinh mà không có tôi ta, dùng trí tuệ khai hóa tất cả chúng sinh, cho họ hiểu các pháp tịch diệt, thọ trì các pháp, thông các cõi Phật, biết tất cả như hư không, cõi Phật thanh tịnh, trí tuệ sáng sạch. Do trí tuệ thấu suốt tất cả pháp không tăng không giảm mà dùng tướng tốt trang nghiêm trí tuệ vô sở đắc, nhân đó mà tuân thờ tất cả cội công đức chẳng quên bỏ, ít não bất việc, với các chúng sinh thường làm việc cứu vớt hoạn nạn, thân tâm đạm bạc chứa công đức, chứa công bồi đức, chẳng chán nhàm, phát khởi thiền quán thấu rõ chánh định nhất tâm, phương tiện thấu suốt các pháp thâm diệu. Nếu đem tuyên bố bao nhiêu giáo pháp phân biệt quán hạnh thành tựu quả đức, khai hóa luật thanh văn chuyên giác, mở thích công hạnh giải thoát của Đức Như Lai, thực hành Bồ Tát hạnh,
thể hiện công việc của Đức Như Lai làm, đó là Bồ Tát hạnh. Đức Phật dạy tiếp, này Đại Vương, bây giờ Bồ Tát Dũng Lực nghe Đức Tức Ý Như Lai dạy pháp ấy là bạch. Bạch Thế Tôn, thật rất khó chưa từng có. Này Đức Thế Tôn tuyên dạy công hạnh mà các Bồ Tát phải thực hành. Bạch Thế Tôn, cứ theo chỗ con hiểu lời Đức Phật dạy thì thiện, quyền, phương tiện là pháp của Bồ Tát thực hành. Bạch Thế Tôn, như hư không chứa đựng tất cả vạn vật mười phương, vì tất cả hình sắc mà hiển hiện thể của nó chẳng thể tính được, hiện bao trùm tất cả những loài có hình, với hư không vẫn không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, do tiện quyền phương tiện mà các Bồ Tát được tự tại ở nơi tất cả pháp. Những pháp để được học và pháp chưa được học, pháp phàm phu và pháp Phật đều do nơi đó. Lại như luồng lửa lớn đi đến đâu, cỏ cây đều bị cháy, cũng vậy Bồ Tát tự tại đi trong các pháp, dùng lửa trí tuệ đốt cháy ngu si của ba cõi vô tâm. Là như kẻ trượng phu nổi giận hung dữ làm tổn hại người khác, chẳng kể khốn nạn, cũng vậy Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện bát nhã ba la mật đa, tự tại dứt trừ trần đau của tất cả chúng sinh. Là như thủy thanh châu được để vào nước đục thì nước liền trong suốt, cũng vậy Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện làm cho tiêu tan tất cả trần đau. Ba thứ ẩu cấu trượt, lại như thuốc giải độc tên là tiêu trừ, nó đem để vào tất cả chất độc thì tất cả chất độc đều tiêu tan hẳn. Cũng vậy Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện dạo đi khắp chỗ họa nạn tam giới, cầm trí quyền xảo nhất trừ trần lao ái dục của chúng sinh. Bạch Thế Tôn, vì thế nên biết rằng thiện quyền phương tiện là hành tự tại nơi tất cả pháp của Bồ Tát. Này Đại Vương, lúc Bồ Tát Dũng Lực nói pháp ấy, có vô số người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đại Vương muốn biết Bồ Tát Dũng Lực tòa xa xứ ấy là ai chăng? Chính là Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ ngày nay. Bồ Tát này vẫn mạnh tinh tấn, mặc áo giáp hoàng tuệ vòi vòi như vậy, cúng dường vô số chư Phật rỡ giường ấy, chẳng gì ví dụ được. Khi ấy vua A Xà Thế tự nghĩ, chạy kim cang của Mật Tích Kim Cang nặng bao nhiêu, ta có sức rất khỏe, chẳng biết có cầm được chăng. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ biết tâm niệm của nhà vua, bèn để chạy kim cang xuống đất. Vừa lúc lực sĩ để chạy xuống đất, cả cõi đại thiên chấn động sáu cách. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với vua A Xà Thế, nhà vua tử cầm lên xem. Vua A Xà Thế có sức mạnh lực sĩ, liền tận lực dở lên, nhưng vẫn không sao lay động được chạy kim cang. Nhà vua lấy làm lạ chưa từng có, tiến lên bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, thân con có sức khỏe đại lực sĩ, lại mặc áo giáp rất quý lạ. Con có thể bắt con voi lớn, nắm vòi, ném thân voi đến đâu cũng được. Sao hôm nay giữa chạy kim cang nhỏ này lại chẳng nhúc nhích chừng lông tóc? Sao lại có sự lạ như vậy? Đức Phật dạy, này Đại Vương, chạy kim cang này trọng ở nơi đức, chẳng thể dùng sức mạnh mặc áo giáp và sức mạnh ném voi lớn mà dở lên được. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Thiên Đế Thích, thưa ngài Kiều Thi Ca, ngài có danh hiệu là chấp trì kim cang, ngài thử cầm chạy kim cang này lên xem sao. Lúc ấy Thiên Đế dùng thần lực vô hạn hiển tuột thần thông muốn cầm chạy kim cang ấy lên mà vẫn chẳng cầm lên được. Thiên Đế tiến lên bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con cùng chư thiên đánh nhau với Atula. Con dùng một ngón tay ném Atula duy chất như ném một viên đạn nhỏ, làm cho Atula phải bỏ chạy. Nó chạy kim cang này nhỏ xíu như vậy, sao con lại cầm lên không nổi? Đức Phật dạy, này Kiều Thi Ca, chạy kim cang này trọng nơi đức, chẳng nên đem so sánh với thân lớn 336 muôn dặm của Atula. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Núi Tu Di có nặng chăng? Thiên Đế thưa, Bạch Thế Tôn, núi Tu Di rất nặng. Đức Phật nói, này Kiều Thi Ca, giả sử có đại lực sĩ thần lực vô lượng tay mặt cầm chạy kim cang này để bên núi Tu Di, lực sĩ ấy đứng vào giữa cất hai thứ lên, núi Tu Di vẫn còn hơi nhẹ chẳng bằng trọng lượng của chạy kim cang này. Này Kiều Thi Ca, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nó dùng chạy kim cang này có thể đập núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi và núi Kim Cang
làm cho nát ra như bụi. Dù như vậy, mặt Thế Kim Cang còn chưa hiện hết thần lực, không thể nào ví dụ cho hết được. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 14, Hán Dịch Đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư, Đức Pháp Hộ. Pháp Hội 3, Mật Tích Kim Cang, Lực Sĩ, phần 7. Bây giờ Mật Tích Kim Cang, Lực Sĩ nói với Tôn Giả, Đại Mục Kiền Liên. Thưa Tôn Giả, Đại Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn khen Tôn Giả thần thông đệ nhất. Nay Tôn Giả thử cầm chạy Kim Cang này lên xem sao. Tôn Giả, Đại Mục Kiền Liên có đại thần lực, dời được bốn biển lớn. Tôn Giả khởi thần thông muốn cầm chạy Kim Cang lên, làm rúng động cả cõi đại thiên, nhưng vẫn không lay động được chạy Kim Cang ấy chừng lông tóc, rất lấy làm lạ. Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên đến sát bên chân Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Phật từng khen thần thông của con, con từng thử thần thông của mình làm rúng động cả cõi đại thiên như đẹp như khều cái bát nhỏ ném qua cõi nước khác. Con từng hàng phục khai hóa Long Vương đang đầu Hòa Nan. Con còn có thể nuốt khúc cổ lớn bằng núi Tu Di. Vừa tác ý là con có thể nắm kéo mặt trời mặt trăng đứng lại, lấy thay rờ mó. Như vậy mà nay con không thể lay động được dây Kim Cang nhỏ xíu này, chừng lông tóc. Phải chăng con đã mất thần thông rồi? Đức Phật dạy: Ông chẳng mất thần thông. Nay Đại Mục Kiền Liên, thần thông của Bồ Tát có ai thế rất lớn, thần thông của Thanh Văn và Chân Giác chẳng bằng được. Giả sử những núi Tu Di của hằng hà xa thế giới hợp lại là một núi Tu Di, còn có thể lay động được, chớ chẳng thể lay nổi chày Kim Cang này. Bồ Tát lập hạnh, oai lực chẳng thể nghĩ bàn vòi vọ như vậy. Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên được chưa từng có. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Đại Lực Sĩ có oai lực oai lớn, có oai lực lớn như Mật Tích Kim Cang đây cầm chạy Kim Cang. Bạch Thế Tôn, do sức lực của Mật Tích Kim Cang đây là do cha mẹ sinh hay là do thần thông? Đức Phật dạy: Đó là sức mạnh do cha mẹ sinh. Nếu Bồ Tát mà dùng sức mạnh thần thông thì có thể thể hiện thấu khắp trên trời và thế gian. Đức Phật bảo Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: Ông nên cầm chạy Kim Cang lên. Mật Tích Kim Cang bước động cõi đại thiên, dùng tay phải cầm chạy Kim Cang lên, ném thẳng vào hư không. Chạy ấy ở trên hư không lộn quanh 7 vòng, rồi rơi trở lại, dừng ở trên tay phải của Mật Tích Kim Cang. Tất cả chúng hội đều được chưa từng có, đồng lòng, đồng vòng tay lễ chân Đức Phật, đồng sướng lên rằng: khó bị kịp, Mật Tích Kim Cang có sức lực rất vi diệu, cầu mong các chúng sinh đều được thế lực vô cùng như vậy. Vua Xà Thế tiến lên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu công hạnh nên được sức lực như vậy? Đức Phật dạy: Bồ Tát có 10 hạnh lớn khiến được oai lực ấy. Những gì là 10? 1. Siêng thọ trì chánh pháp, thà bỏ thân mạng. 2. Chưa từng tự cao tự đại, luôn khiêm hạ lễ kính chúng sinh. 3. Gặp chúng sinh kiên cường khó dạy bảo thì nhẫn nhục chịu đựng. 4. Thấy người đói khát thì đem món ăn ngon để bổ thí cho họ được no đủ. 5. Thấy kẻ sợ thì an ủi cho họ được an. 6. Nếu có chúng sinh bị bệnh nặng thì lo thuốc men chạy chữa. 7. Nếu có ai yếu đuối bị người khinh mạng thì nhường kính thương che chở. 8. Lấy nước hồ sạch trét vách điện miếu thờ Phật, vá cho nước bể. 9. Thấy người côi cút nghèo khổ, thiếu thốn thường mang vác nặng nhọc thì giúp đỡ cho họ được khỏi sự nặng nhọc khổ sở. 10. Nếu có người không chỗ nương nhờ thì thường giúp đỡ họ, nói ra giữ đúng lời không hề quên bỏ. Đó là 10 hạnh lớn của Bồ Tát. Vua lại bạch hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Nhân Hòa đã có bao nhiêu pháp để Bồ Tát tới lui đó đây luôn luôn hòa nhã, chẳng hề nóng giận? Đức Phật dạy: Bồ Tát Nhân Hòa có 8 pháp. Những gì là 8? 1. Chư thánh chất trực, không có chua dèm. 2. Tánh nết hòa nhã, thường không dối nịnh.
3. Tâm ý thuần thục trọn không hư vọng. 4. Tâm hành kiên quyết, không hề kém yếu. 5. Lòng không mê lầm, luôn luôn nhân hòa. 6. Làm chỗ nhờ cậy cho người đời được đức hạnh lạ. 7. Tâm trí tội thối mà không chấp trước. 8. Tư duy tội phước mà tâm không tưởng niệm. Đó là 8 pháp nhân hòa của Bồ Tát. Đức Phật dạy tiếp, Bồ Tát lại có 4 pháp chí thánh thuần thục đi khắp đó, đây, mọi nơi, những gì là 4. 1. Ở nơi, ở nhân gian làm chuyển luân thánh vương, được thấy chư Phật hưng khởi đạo tâm bất thoái. 2. Ở trên trời làm thiên đế thích, vua của chư thiên, thường thấy chư Phật chẳng trái đạo pháp. 3. Nếu ở trên phạm thiên thì được tự tại vốn trọng đạo nghiệp, chẳng hư đạo tâm. 4. Mặc dù ở nhân gian hay trên cõi trời như vậy, nhưng thường xuyên vào cõi Phật thanh tịnh diện kiến cho Phật nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, đó là 4 pháp. Vua A Xà Thế là bạch Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ngồi nơi đáng tin cậy? Đức Phật dạy, này đại vương, là chỗ ngồi của thiện hữu. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, bố thí thì ngồi ở đâu? Đức Phật dạy, này đại vương, bố thí thì ở chỗ giàu lớn lắm của nhiều báu. Người trì giới thì được sinh lên cõi trời, người nhẫn nhục thì sắc mặt vui vẻ, thường được xinh đẹp. Người tinh tấn thì siêng tu thông suốt vượt hơn mọi người, người thiền quán thì thường được chánh định vắng lặng, các căn chẳng loạn động. Người trí tuệ thì dứt các trần lao, hoạn cấu nhiễm. Người nghe động thì được có đại trí, giải quyết sự nghi ngờ của mọi người. Nếu được hỏi, làm cho không còn thắc mắc. Người xưng học thì nhóm hợp nhập vào đạo vô thượng chánh chân. Người suy xét vô thường, vô ngã vắng lặng, thì ở tại chỗ nào đều tiêu trừ điên đảo. Đó là ngồi nơi đáng tin cậy. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, tâm niệm thuận thời thì được ngồi chỗ nào? Đức Phật dạy, này đại vương, quán vô thường, khổ, không, tịch, thì ngồi ở chánh kiến chẳng xa vào, tà nghiệp. Thân tâm thanh tịnh thì ngồi tại thiền định phát khởi thân tông. Vua lại hỏi Bạch Thế Tôn, đạo ở chỗ nào? Đức Phật dạy, này đại vương, ngồi vẫn không thoái thoát thì thành tựu đạo quả không còn nạn khổ của ba cõi. Vua lại hỏi Bạch Thế Tôn, không thoái thoát thì ngồi tại chỗ nào? Đức Phật dạy, này đại vương, người không thoái thoát thì ngồi tại nơi giải thoát, hòa hoàng sinh tử. Vua lại hỏi Bạch Thế Tôn, Phật ngồi tại đâu? Đức Phật dạy, này đại vương, ngồi tại 37 pháp đạo phẩm, đã được tu tập không có phá hoại, chuyển pháp luân mà mãi không bao giờ đoạn tuyệt giáo pháp tam bảo. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai hưng khởi Phật? Đức Phật dạy, này đại vương, chính là người hay phát lòng tin, chí quyết tỏ thấu bản lai không vô. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai phát khởi lòng tin chí quyết? Đức Phật dạy, này đại vương, nếu là người hay phát bồ đề, bồ tát tâm. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai phát bồ tát tâm? Đức Phật dạy, này đại vương, người có chí tánh định chẳng tán loạn. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai có chí tánh định chẳng tán loạn? Đức Phật dạy, này đại vương, người thi hành đại bi chưa bao giờ dứt. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai chẳng dứt lòng đại bi? Đức Phật dạy, này đại vương, người chẳng rời bỏ tất cả chúng sinh. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai chẳng rời bỏ chúng sinh? Đức Phật dạy, này đại vương, người làm mình an vui và làm an vui tất cả chúng sinh. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai làm mình an vui và làm an vui đến chúng sinh? Đức Phật dạy, này đại vương, người hưng lòng đạo pháp chẳng dứt tuyệt tam bảo. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai chẳng dứt tam bảo? Đức Phật dạy, này đại vương, vứt bỏ trần lao là chẳng dứt tam bảo. Vua Xà Thế lễ Phật bạch, Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thật là chưa từng có. Đức Như Lai ban dạy vào đúng pháp luật. Đức Như Lai ban dạy pháp được nói ra tột đến nhu thuận, rời lìa nghiệp đoạn diệt và hữu thường mà chẳng quên mất quả báo ứng. Vào chỗ gầy dựng, làm không loạn động, không có những nghiệp thiện ác, tịnh bất tịnh, siêng tu đạo hạnh không trái không mất. Bạch Thế Tôn,
Người nào nhập vào hạnh nguyện ấy thì giải quyết mọi điều nghi ngờ, thuận theo giáo pháp chánh chân của Đức Như Lai. Người nào nghe pháp ấy mà sinh lòng ngờ vực, đó là vì đời trước chẳng vun trồng cội đức, theo bản ác chẳng tin và hủy bán chánh pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con đời trước có trồng cội đức, chẳng phải là không công đức. Nay con được nghe chánh pháp, muốn báo ân sâu của Đức Phật, mà chí chẳng thể báo đáp được trọn vẹn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, từ mẫn về chúng con mà giải quyết nghi ngờ, hiển hiện đại quang minh. Đức Thế Tôn khéo dạy đầy đủ phạm hạnh, là bậc thân hữu chí thiện, được đại nhân từ, là hàng thiện hữu. Bây giờ Bồ Tát Thích Ý hỏi Mật Thích Kim Cang Lực Sĩ, Ngài kiến lập kinh pháp này phải chăng là để lưu bố cho tất cả đương tương lai? Mật Thích Kim Cang nói, Thưa Bồ Tát Thích Ý, kiến lập kinh pháp này để lưu bố khắp thiên hạ ập Diêm Phù Đề, sau khi Đức Như Lai diệt độ tại kỳ mạt thế số cùng, làm cho các pháp sư, các vị chánh sĩ đều được soi sáng. Thưa Bồ Tát Thích Ý, Đức Phật kiến lập kinh điển quan trọng này, đời chư Phật đều hộ trì. Vì sao? Ai tọa trì được kinh này thì là khéo học chánh pháp, chẳng chấp văn tự, ngôn từ chẳng cùng tận, không ai dứt ngang được. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, Đức Như Lai chí chân chẳng bỏ các pháp. Vì sao? Vì kia không chỗ sinh, là không chỗ sinh thì không chỗ diệt. Vì thế nên Đức Như Lai nói, Đức Như Lai xuất thế là không chỗ sinh, chỗ đứng của Như Lai là đứng tại pháp giới, pháp trụ như pháp, có Phật hay không Phật, Phật pháp vẫn thường trụ. Bởi trụ như vậy nên 12 duyên khởi được chẳng sai trái, duyên khởi chẳng rối loạn, chẳng loạn chánh pháp. Lại xét pháp ấy thường không có ngôn thuyết, nên được gọi là chánh pháp, vì không có ngôn thuyết. Bồ Tát Tịch Ý hỏi, Thưa Ngài Mật Tích, Ngài hộ trì chánh pháp mặc áo giáp hoàn tuệ, vì vậy mà Ngài mặc áo giáp ư? Mật Tích Kim Cang nói, Thưa Bồ Tát Tịch Ý, mặc áo giáp hoàn tuệ, hộ trì chánh pháp, chẳng làm loạn các pháp, chẳng nắm lấy pháp ấy. Vì sao? Chánh pháp ấy, tất cả các pháp đều không chỗ loạn, đó là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Tịch Ý hỏi, sao gọi rằng làm loạn chánh pháp? Mật Tích Kim Cang nói, nương tựa nơi hải sợ là thành mê loạn. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, rốt ráo không loạn nghĩa là ý nghĩa không loạn mới được gọi là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Tịch Ý hỏi, thưa Ngài Mật Tích, chừng có phương tiện nào lúc tất cả thế gian rối loạn, nhân đó mà hộ trì chánh pháp chăng? Mật Tích Kim Cang nói, Thưa Bồ Tát Thích Ý, nhân vì loạn mà hộ trì vậy. Vì sao? Do vì thế gian dựa theo tà nghi 62 kiến chấp, chỗ làm của Bồ Tát lấy rỗng không làm căn bản. Vì thế nên cùng tất cả thế gian làm loạn nhau. Lại vì thế tục kia quan niệm có thường còn, nên họ lập có tôi ta cho là sạch là an. Bồ Tát luôn tỏ thấu các pháp vô thường, khổ không, chẳng phải thân, không có tôi ta, thế nên gọi là cùng tranh biện với thế gian. Tùy theo thế gian chìm trong dòng nước sinh tử, Bồ Tát phương tiện ngược dòng, tận nguồn trái lại dòng sinh tử, chứ không đứt đức. Vì thế nên gọi là cùng thế gian tranh loạn nhau. Người đời dựa nương năm ấm, 12 nhập 18 giới, người làm hạnh Bồ Tát, nơi tâm không dính mắc một pháp nào cả. Vì thế nên gọi là cùng thế gian tranh loạn. Vì sao? Vì chẳng đồng với trần lao. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, vì thế nên hộ trì chánh pháp là cùng thế gian tranh loạn nhau. Bồ Tát Tịch Ý hỏi, Thưa Ngài Mật Tích, hành giả làm thế nào hộ trì chánh pháp? Mật Tích Kim Cang nói, Thưa Bồ Tát Tịch Ý, vì thọ trì chánh pháp mà hộ trì thân mình, cũng hộ trì thân chúng sinh, hộ trì tất cả pháp, nhưng vẫn không có chỗ hộ trì. Bồ Tát Tịch Ý lại hỏi, Thưa Ngài Mật Tích, thọ trì thế nào? Mật Tích Kim Cang nói, Thưa Bồ Tát Tịch Ý, bạch giúp tôi ta, chúng sinh vẫn lặng, chúng sinh đã lặng thì ba đời lặng, ba đời đã lặng thì Phật Pháp lặng, Phật Pháp đã lặng thì Phật Độ lặng, Phật Độ đã lặng thì các Pháp lặng. Ở nơi các Pháp mà không có chỗ về đến thì gọi là hộ trì chánh Pháp vậy.
Bây giờ Đức Thế Tôn khen Bậc Tất Kim Cang, lành thay, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp ấy là không chỗ hộ trì, không chỗ quên mất. Là người hộ trì chánh pháp là thọ trì tất cả, nơi tất cả tưởng mà không vọng tưởng, nơi không có tưởng thì ở nơi các vọng tưởng, không để phóng túng, đây gọi là ở trong tất cả pháp mà không phóng dật, mới gọi là đạo pháp. Lúc ấy trong pháp hội có một thiên tử tên là Hiền Vương tiến tới bạch Phật. Bạch Thế Tôn, ngôn từ của chư Phật rất là vắng bạch, người được nghe thấy thế nào là phải. Đức Phật dạy, này Hiền Vương, nghĩa vắng bạch của ngôn từ chánh giáo, tất cả chỗ lãnh hội cùng công hạnh đều vắng bạch vậy. Người ấy nhẫn thọ được chánh giáo vì đã hay nhẫn thọ được nên hay bùng cháy, vì đã hay bùng cháy nên hay chói sáng, vì đã hay chói sáng nên vắng bạch, thành là lặng lẽ. Đây là hộ trì chánh pháp của Như Lai, mới gọi là chúng của chư Như Lai tổng trì Phật đạo. Chỗ trì như vậy chẳng trì pháp lại chẳng xả pháp. Lúc Đức Phật đáp lời thiên tử Hiền Vương, có 1.000 tỳ kheo được lậu tận ý giải thành A-la-hán, 1.000 thiên tử sa trần liệt cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát Thạch ấy hỏi thiên tử Hiền Vương, ngài từ đâu được biện tài ấy? Thiên tử Hiền Vương nói, thưa Bồ Tát Thạch ấy, nếu ai có thể dứt trừ tất cả chướng ngại đều vô sa đắc, được đệ nhất nghĩa không nương vào đâu thì gọi là biện tài. Tự mình hiểu rõ, thần thức chẳng chuyển đổi, chẳng do người mà biết, cũng không chỗ lập, đây mới gọi là biện tài. Tâm ý chẳng thể theo chỗ chấp trước, nếu có thể phụng hành pháp không chỗ chấp trước thì mới được biện tài này. Nếu do suy gẫm tất cả các pháp qua lại hiển bày, đều phải biết rõ, nhận biết tinh chắc mới được biện tài. Thưa Bồ Tát Thích Ý, hành giả như vậy được biện tài này, họ không chỗ trụ, không chỗ hành, vượt qua khỏi dòng sống, bốn nạn, sinh già, bệnh chết. Họ không chỗ sinh, không chỗ khởi, cũng không chỗ diệt, không bị ai diệt được mới gọi là vượt qua khỏi, là được biện tài. Bồ Tát Thích Ý hướng tới bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Hiền Vương này từ cõi nào đến cõi này mà có biện tài như vậy? Đức Phật dạy, này Thích Ý, thiên tử Hiền Vương từ nước của Đức Phật A Xuất mà đến, chết kia sinh về đây vì muốn được nghe kinh điển bí yếu của Như Lai. Thích Ý nên biết, thiên tử Hiền Vương được ứng nhập nhà pháp tổng trì, giả sử một kiếp hoặc hơn một kiếp tuyên nói công đức của ông ấy, cũng chẳng hết được ngàn mé biện tài. Bồ Tát Thích Ý là bạch, Bạch Thế Tôn, sao gọi là nhà pháp tổng trì? Đức Phật dạy, này Thích Ý, trên nói được nhập nhà pháp tổng trì, đó là nhập nơi trí tuệ văn tự vô tận, tất cả pháp đều vào trong nhà này. Ở nơi tất cả pháp đều không chỗ làm, hiểu rõ nhà pháp phụng hành nhập pháp, với các văn tự dùng âm thanh để tuyên bày, những lời từ miệng tốt ra làm thành sự pháp, chẳng nghĩ niệm sự pháp, cũng chẳng phân biệt đó mà tuyên bố tất cả sự âm thanh, đây gọi là nhập vào công hạnh mà nhà pháp tổng trì. Lại nữa này Thích Ý, pháp mà nhập vào được đó lại là pháp vô sở đắc, chỗ được gọi là nhập phát ra trí tuệ. Văn tự kia không từ đâu đến nhập vào trong nhà, là văn tự ấy chẳng hiện trong nhà cũng chẳng hiện ra ngoài, lại không chỗ hướng đến cũng không có phương tiện, lại văn tự ấy xoay vần trình bày cũng chẳng tưởng niệm, văn tự chẳng thuận với pháp cũng chẳng trái với pháp, không các tưởng niệm, văn tự ấy đều không có ngôn thuyết, cũng không chẳng ngôn thuyết, cũng không tăng thêm, không tổn giảm, lại văn tự ấy chẳng thấy có khởi, không chỗ hoại diệt, không làm văn tự cũng không chỗ mất. Lại nữa này Thích Ý, như số văn tự, tâm số cũng vậy, tất cả đều như vậy. Số của các pháp có chỗ quay về. Nếu là số của các pháp thì kia là vô số. Vì sao? Vì chẳng về nơi pháp số. Không có số mới gọi là pháp số. Tùy thuận pháp số như vậy mới gọi là nhập vào nhà pháp. Chẳng nhập vào quá khứ, nhập vào pháp vô sinh, không chỗ đến. Kia không chỗ sinh, bởi không chỗ đến thì nhập vào chỗ nào? Do không chỗ nhập
mà nhập vào các số như vậy mới đến được pháp môn. Tôi thấy bản lai không có thì được an trụ, nhập vào hạnh nghiệp nhà pháp tổng trì, nhập vào tâm chúng sanh. Cho nhập vào tâm chúng sanh, mà tùy theo tâm chúng sanh chỗ đáng được độ mà vì họ thuyết pháp. Nếu lãnh thọ tổng trì mới gọi là ý vắng lặng. Này tịch ý, do tâm lìa câu uế nên tâm được thanh tịnh, nghiêm trang, hòa nhã, sáng suốt. Tánh ấy siêu việt, đi đứng an tượng, trí tuệ không mất, chí nguyện kiên cố, cho đến độ ấy mà chẳng phá hoại được. Các tà ngoại khác không ai chẳng bị dẹp phục, tiêu trừ trần lao, diệt các oán tật. Thân lực rất mạnh, tâm không khiếp nhược, biện tài vô tận, chỗ nói vô lượng, chỗ quy vô hạn, trí tuệ vô ngại, nhập vào giác ý rất sáng suốt, ban tiên lợi, chánh chân thâm diệu, chỗ được nghe rộng như sông như biển, tam muội chánh định vẫn như núi Tu Di, ở tại giữa biển lớn, ở trong đại chúng như vua sư tử, chẳng nhiễm thế tục như hoa sen, chẳng dính bùn nước, chẳng có ghét thương, lòng mở rộng như mặt đại địa, lúa đậu cỏ cây như nơi đó mà sinh trưởng, muôn dân được an vui, rửa sạch bụi nhơ như nước trong, khai hóa chúng sinh, đốt cát nạn đập như ngọn lửa hừng đốt cháy cỏ rác, dạy dỗ khắp chúng sinh như luồng gió lớn thổi không sót chỗ, tâm hành bình đẳng như mặt trăng tròn chứ các tinh tú, tiêu trừ tham sân si như ánh nắng soi bóng tối, phục tâm ý thức cũng như dũng tướng đè bẹp cường địch, điều hòa tâm mệnh như long vương thuần tục theo đúng thời tiết, như thuần âm sấm nổ rồi mới mưa. Cũng vậy, Bồ Tát điều hòa tâm mình, diễn bày mưa pháp thập nhuần tám ba cõi, tuyên nước pháp cam lộ, rửa sạch tâm nhớ uế, như trời mưa rửa sạch bụi trần, chữa lành các bệnh tật tham sân si, như lương y trị bệnh cho mọi người, chí giữ gìn vô vi, phụng hành chánh pháp. Đây là pháp vương trị dạy mười phương, cũng như quốc vương cai trị muôn dân, bảo hộ khai hóa tất cả sinh già bệnh chết, như bốn vị thiên vương trị vì bốn thiên hạ, cũng như thiên đế thích vua trời đau lợi dạy dỗ chư thiên. Cũng vậy, Bồ Tát ở tại có dục giáo hóa chúng sinh, đối với sắc tanh hương vị xuất pháp sạch như minh châu, điều phục tâm ý luôn được tự tại như phạm thiên vương chúa tể trời người. Tâm Bồ Tát thanh tịnh không hề dính mắc, như chim bay trong hư không, không bị chạm đụng, hành động đúng pháp an tường, như độc phương đi theo bầy nai, kính vân pháp giáo, bán các chân hạnh, như mẹ thương con làm cho được an ổn, dạy chúng sinh các kỹ thuật, như nghiêm phụ dạy bảo con cháu, đức lớn tự trang nghiêm, dùng 32 tướng đại nhân, phước tướng sen đẹp, có 80 tùy hình hảo và bao nhiêu vẻ tốt, đưa tất cả thế gian cùng kính ngưỡng, chẳng bị tà kiến ràng buộc, có độ bảy tánh tài, chẳng bị nghèo thiếu, được mười phương chư Phật hộ niệm, được bậc minh trí ngợi khen, được hàng thông đạt ca tụng và chư thiên đều ủng thủ hộ cúng dường, được các bạn lành luôn tiếp trợ, là tối thượng trong hàng thuyết pháp, đủ sáu phép thần thông tự tại. Lại thấu nhập tánh hành và căn trí của tất cả chúng sinh, để ban tiên kinh pháp chưa hề lười mỏi, không bao giờ mong mỏi lợi dưỡng, chỉ thích đem chánh pháp ban bố chẳng hề luyến tiếc, trong lòng thanh tịnh không có sai phạm, nhẫn nhục sáng suốt không có lỗi lầm, sự nghiệp được làm đều có thể đến trọn vẹn cả, thanh tịnh tinh tấn, tâm tánh an hòa, nhất tâm thanh tịnh trừ bỏ cội cấu, giác ý thể nhiên, trí tuệ thanh tịnh, tu bốn phạm hạnh không hề buông lung, để thành tựu công nghiệp độ thế, thiền định tám muội được nên chánh tọa đến Bồ Tát đạo và Phật đạo vô thượng, có thể thành tựu được khắp những hành nghiệp được làm, chẳng giữa chừng biến nghĩ, đạt đến quả vị không thoái chuyển. Này thật ấy, Bồ Tát này sẽ nhập vào nhà pháp tổng trì công đức vô lượng và vợ như vậy. Giả sử có vị Bồ Tát ở thế gian trăm ngàn năm chẳng làm việc gì khác, chỉ chuyên khen ngợi hạnh tổng trì ấy, cũng chẳng thể tuyên nói hết được. Bây giờ Bồ Tát Thích Ý nói với Thiên Tử Hiền Vương, ngài được lợi lành rất lớn vô cùng,
hôm nay Đức Như Lai khen ngợi công đức của Ngài rõ ràng như vậy. Thiên tử Hiền Vương nói với Bồ Tát Thích Ý, thưa Bồ Tát Thích Ý, ở nơi các pháp ấy thực ra không thể được công đức để ngợi khen. Lại các pháp ấy không có sắc, không có tượng, không có hình mạo. Công hạnh như vậy không thể tuyên xuống ngợi khen hết được. Thiên tử Hiền Vương hướng tới Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp chẳng nhận lấy được, không có tôi, ta, cũng không có ngã sở. Vì thế nên chẳng thể truyền thọ cho người, cũng chẳng thể tập hợp lại được. Bạch Thế Tôn, như có người thích tu hành pháp này thì nên hành bình đẳng, hoặc xuyên phụng hành pháp tu pháp bình đẳng thì đến được pháp môn này. Như đại địa đây, đất ở trên nước, nước ở trên gió, khắp trong thiên hệ trên mặt đất này. Giả sử có người đào đất ra công gắng sức thì được có nước để uống, dùng không cần phải tìm ở phương xa. Trí tuệ Như Lai vào khắp trong tánh hạnh của tất cả chúng sinh. Như Lai giải thoát, tùy theo pháp môn mà tu tinh tấn, do phương tiện này thành đại tuệ quang minh. Bạch Thế Tôn, vì thế nên thiền nam thiền nữ nào muốn cầu Phật đạo phải thường tu hành tinh tấn. Lấy gì để tinh tấn? Phải dùng các pháp môn ấy. Bạch Thế Tôn, như kẻ sinh manh không thấy được màu sắc bao giờ, giả sử có người chẳng tu hành tinh tấn thì gọi là kẻ ngu tối, ngu muội, chẳng thấy các pháp hoặc gốc hoặc ngọn. Bạch Thế Tôn, như người mắt sáng nhờ ánh sáng mà được thấy, chẳng có ánh sáng thì tâm tối không thấy, ngoài trừ tiên nhân, thiên nhãn của tiên nhân. Cũng vậy, người rời xa bạn lành, không được khai hóa, chẳng hiểu được các pháp quán, đã thấy những pháp được tỏ. Như thiên nhãn thấy chẳng cần ánh sáng, nếu có thiền nam được trí tuệ tự nhiên thành đại trí đức. Bạch Thế Tôn, nhờ chim bay trong đồng trống ngang qua đầm ruộng, chẳng thấy hư không, cùng đồng ruộng có thêm có bớt. Cũng vậy tất cả Bồ Tát tinh tấn tu hành, nhập vào đạo phẩm, chẳng thấy Phật có đạo, có tăng có giảm. Bạch Thế Tôn, nhờ nơi tiết kia, mưa tuyết rơi, xương sinh trưởng cây cối, chẳng bị các cơn gió làm tai hại. Cũng vậy Bồ Tát ta đúng thời tu hành, phát sinh trí tuệ sáng soi, thấu tất cả chúng sinh, không có số lượng, đi ở chỗ nào cũng không có quên mất. Bạch Thế Tôn, nhớ chuyện Luân Thánh Vương sinh trong dòng quý tộc, đổ bảy báu xuất hiện. Nghĩa gì là bảy báu? Một là xe tử kim có ngàn cân, hai là voi trắng có 6.000, ba là ngựa thần nhiều màu, đầu đen, bờm đỏ, bốn là trong minh nguyệt có 8 cạnh, năm là vợ ngọc nữ miệng thơm như hoa sen, thân thơm chiên đàn, sáu là đại thần chủ tạng linh như thánh, ba là chủ bên đại tướng cơ bên 4 cõi. Cũng vậy Bồ Tát đại sĩ lúc bảy báu xuất hiện thì tự nhiên đại bảo xuất hiện thế gian. Những gì là bảy báu? Đó là báu bố thí ba la mật đa, trị giới ba la mật đa, nhẫn nhục ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, thiền định ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Và báu thiền quyền phương tiện ba la mật đa xuất hiện thế gian cứu độ tất cả. Nhưng vua chuyển lưng đi khắp 4 cõi nước, chẳng tính đếm được nhân dân có bao nhiêu tâm niệm. Cũng vậy Bồ Tát đại sĩ dùng pháp 4 ân nhiếp cứu chúng sinh, chẳng tưởng chúng sinh có bao nhiêu phẩm loại, hiểu nó là bản lai không có. Như vua chuyển luân cai trị 4 cõi, ngồi yên trên ngai, không người đấu tranh, không xử phải quấy, mà dân chúng tự nhiên thuận theo mệnh lệnh của nhà vua. Cũng vậy Bồ Tát ngồi tòa Phật pháp, không kẻ đấu tranh, các bè đảng ma dầu mang lòng ác mà tự nhiên đến hàng phục. Bạch Thế Tôn, như cõi đại thiên này, trước hết thiết lập núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di. Cũng vậy Bồ Tát trước hết gây dựng Đại Thừa, kết lập Đại Bi. Chí tánh nhân hòa là vô thượng hơn cả. Như mặt trời mới mọc trước tiên, chiếu sáng, chiếu ánh sáng đến núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, rồi sau đó mới chiếu đến các chỗ khác. Cũng vậy Bồ Tát phóng sáng trí tuệ, chiếu khắp 3 cõi, dùng tâm nhân hòa trước soi đến chúng sinh, ánh sáng Đại Thừa trừ tối hóa độc để được thần thông. Bạch Thế Tôn, tất cả cây cối, quận huyện, thôn ấp đều y cớ trên đất liền,
trăm giống cỏ cây đều nhờ nương nơi đất mà sinh trưởng. Từ mặt đất muôn vật sinh ra mà được tự tại, cũng vậy tất cả của công đức của Bồ Tát đều nhân nơi đạo tâm, người lớn thánh tuệ mà thành chánh giác. Đức Phật khen thiên tử hiền vương, lành thay lành thay. Thiện Nam khéo dẫn ví dụ để nói lên công hạnh của Bồ Tát. Lại này Thiện Nam, như chúng sinh giới cùng với pháp giới được đến tổng trì, trí tuệ của Bồ Tát cũng như vậy, được biện tài không ngại, lời nói không cùng tận, không bị ngăn che, không ngớ không nghĩ, với kinh pháp của chư Phật tiên thuyết chẳng khiếp chẳng sợ. Vì Bồ Tát được môn tẩm trì nên chỗ nói ra chẳng có lòng khiếp sợ. Bồ Tát như vậy được ba vô ngại: một, tẩm trì vô ngại; hai, biện tài vô ngại; ba, đà pháp vô ngại. Bồ Tát lại có ba sự được vào hạnh nghiệp thanh tịnh: một, tự nhiên thanh tịnh; hai, bản vô thanh tịnh; ba, bản thế thanh tịnh. Lại có ba sự Bồ Tát được vào vô tận: một, kinh pháp không cùng tận; hai, nghĩa văn tự không cùng tận; ba, tuyên lời dạy bảo không cùng tận. Bồ Tát lại được vào ba chỗ vô trụ xứ: một, thánh tuệ vô trụ xứ; hai, ngôn từ văn nghĩa vô trụ xứ; ba, chỗ tu kiến lập cũng vô trụ xứ. Bồ Tát lại có ba quyết định: một, ứng theo cơ mà tuyên bày; hai, liên phát biện tài; ba, trí tuệ đúng thời. Bồ Tát lại được có ba trí tuệ giải thoát, giải quyết nhanh: một, giải quyết nghi ngờ khiến không còn thắc mắc; hai, nhất hẳn do dự khiến không còn trầm ngâm; ba, làm vui đẹp lòng tất cả chúng sanh. Lúc Đức Phật nói lời trên đây, trong đại hội có 8.000 Bồ Tát được môn tẩm trì. Bây giờ một Thích Kim Cang lực sĩ hướng tới bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn kiến lập pháp điển. Sau khi Thế Tôn diệt độ, trong thời mật thế sau cùng, chúng Phật lưu bố khắp diêm phù đề được còn lâu chẳng mất. Đức Thế Tôn quan sát khắp bốn phương xong, nói kệ rằng: nhiếp căn thì được thắng, nhiếp căn không bị hại, không vốn đã, dứt không, phục bè đảng bên ma, giải thoát biết thanh tịnh, vô ý biết chỗ sợ, vứt bỏ cả gánh nặng là thần chú y sư, hàng phục đạo, hàng phục ngoại dị học, dùng pháp để cứu nhiếp, hộ trì người hành pháp, thần chú của Phật nói, vô ngã để trường ngã, nghĩa ấy phải vượt qua. Đối với Tứ Thiên Vương, nói câu cũng, nói câu không nhuần thấm, mạnh xuyên dở chương cố, tịnh lại tịnh chánh giác, phàm thiên thiên đế thích, làm nên thừa như đây, từ thị không nhẫn kia, bởi quan sát đại bi, được phàm thiên ái kính, người ấy không chỗ phàm, quán dễ, rời không trống, không căng, gọi là tịnh, hàng phục binh tướng ma. Nên nói thần chú này, đã Thế Tôn kiến lập kênh lời nghĩa hay này, bây giờ lưu bố khắp, tùy cơ hay lãnh thọ. Bởi nói chú thuật này, trời đất đều chấn động, chư ma thảy đều đến, đều tuyên nói như vậy. Dùng lời giữ đầu cổ, đây gọi là pháp sư, nếu tay được kênh này, về đến chỗ Phật nói. Lúc ấy Đức Phật bảo, Mật Tích Kim Cang lực sĩ, đã kiến lập kinh điển này rồi, đã kiến lập không ai làm loạn động được. Vì sao? Ta nhớ lại thọ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đường Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thế giới ấy tên là Vô Diệt. Trong đời Đức Phật Bảo Nguyệt ấy có hai tỳ kheo làm pháp sư, một vị tên là Trí Tịch, một vị tên là Trì Chí Thành. Hai vị đều có oai thần biến hóa đức cao vòi vọi. Hai vị lãnh thọ chương cố thần chú này, nay Phật Bảo Nguyệt mà phụng trì. Sau khi Phật Bảo Nguyệt diệt độ, hai vị ấy trì pháp nửa kiếp. Sau đó trong ngày ức loài ma, trong cõi đại thiên đều được khai hóa, tuân theo đạo Vô Thượng Chánh Chân. Này Mật Tích, ông muốn biết hai vị tỳ kheo pháp sư tuổi xưa ấy là ai chăng? Pháp sư Trí Tịch là tiền thân của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn pháp sư Trì Chí Thành là tiền thân của Mật Tích Kim Cang. Các chương câu ấy làm cho kinh pháp này được nhiều sự lợi ích, hộ trì thành tựu chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn xem tất cả chúng hội bốn phía và tuyên bố rằng: các chánh sĩ, ai là người có thể gánh vác được đạo tổng trì Vô Thượng Chánh Chân mà Như Lai đã từ trăm ngàn ức triệu vô số
kiếp, chứa công đức, tất cả chúng sinh nhờ đây mà được tế độ. Chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều do đây mà sinh. Trong chúng hội có 32.000 vị Bồ Tát. Rồi chỗ ngồi đứng dậy, vòng tay cúi đầu lễ Phật rồi nói kệ rằng: xả bỏ thân mạng mình, tư duy khéo vắng lặng, thọ trì kinh pháp này. Được chư Phật khen ngợi, kinh điển này như thuốc, chữa trị tất cả bệnh, thọ trì môn giáo này, phát sinh tâm ý Phật. Liền đó, Thiên tử Hiền Vương cùng 500 thiên tử nói kệ rằng: tất cả các chúng sinh siêng quán tưởng chúa đức, thọ trì kinh điển này, được tối thắng thâm diệu. Bậc Tế Kim Cang cũng nói kệ như sau: ngày ấy không văn tự, mà lại tuyên văn tự, Đức Thế Tôn ban tuyên, con nay phải phụng trì. Lúc bấy giờ Đức Như Lai bảo Phạm Thiên và Thiên Đế Thích: Như Lai có ba điều chẳng thể hạn lượng được, nên thành bậc cúng dường vô thượng công đức vô cùng cực. Những gì là ba? Một, chí tâm nhân hòa phát đạo tâm mình. Hai, đạo tâm đem đạo tâm đã được phát mà hộ trì chánh pháp. Ba, đúng như pháp được nghe mà giảng giải cho mọi người. Đích thân thực hành ba điều như vậy nên được đến công đức chẳng thể tính lường được. Phạm Thiên nên biết, như ba sự ấy mà chứa công đức đầu, dầu cho ta ở đời một kiếp phân biệt rộng nói cũng chẳng thể nói hết được. Này Phạm Thiên, thế nên phải tùy thuận cung kính phụng sự ba điều của Như Lai. Phạm Thiên cũng dường Như Lai, lãnh thọ bốn câu kệ tụng mà ba đời chư Phật đã tuyên nói, lãnh thọ rồi ủng hộ. Vì sao? Chư Phật Thế Tôn đều từ pháp này mà sinh, vì thế nên cúng dường pháp. Cúng dường pháp chẳng cần đến áo cơm, bởi pháp cúng dường là hơn hết trong những sự cúng dường. Vì thế nên Phạm Thiên phải đem chánh pháp để cúng dường nhau, là cúng dường chân đế, không dùng áo cơm. Đức Phật tự nhớ Phạm Thiên, thuở Phạm Thiên Vương thuở quá khứ từng sinh làm vương thái tử tên là Ý Hành, mến ưa đạo pháp, một hôm nằm mơ nghe bốn câu kệ tụng này: nếu mãi buông lung không đường thoát, vì chúng sinh nên phát đạo tâm, nơi yên tĩnh tùy thuận siêng tu, xả thấy không tham mình người an. Vương thái tử nghe dạy bài kệ tụng ấy, sau khi tỉnh giấc suy gẫm rành rẽ, trong lòng rất vui mừng, liền nói kệ ca ngợi lời kệ tụng. Mừng thay rất an vui, được phát tạng vô tận, nên thí cho kẻ nghèo, khiến mọi người no đủ. Này Phạm Thiên, khi ấy vương thái tử được tạng an lập đế, hiểu văn tự vốn không, tự nghĩ rằng sẽ đem nghĩa bài kệ ấy làm cho chúng sinh nghèo thiếu được no đủ. Vương thái tử đến thưa với vua cha và mẹ: nếu có kho bảy báu, vàng bạc lưu ly, trụy tinh, sa cừ, ma não, san hô, chăng con rất vui mừng nếu được đem bố thí cho người nghèo khó. Cha mẹ nên biết rằng tất cả của cải chẳng phải là vật báu bền chắc, thường bị nước lục, hỏa hoạn, trộm cướp ở gia trái chủ, quan quyền, con bất hiếu làm tiêu tán. Trí tuệ nghe rộng học nhiều, không cần áo cơm, rất là khó được. Cha mẹ nói: hay lắm, cho phép con lấy của kho bố thí, như lòng con muốn. Vương thái tử liền bố thí khắp các người nghèo thiếu, rõ biết ba cõi rộng không, làm cho họ được trí tuệ vô tận khó được. Vương thái tử nghe một bài kệ bốn câu, mà giáo hóa được 8.000 người khuyên phát đạo tâm, vô thượng bồ đề, vô số chúng sinh được sinh cõi trời. Thế nên này Phạm Thiên, người nào lãnh thọ pháp thâm diệu này, thọ trì độc tụng, bị người giảng nói, nghe nó vui mừng thì được công đức vô lượng, được tạng vô thượng. Này Phạm Thiên, hành pháp đại thừa có ba sự pháp lợi ích rất nhiều cho Bồ Tát. Một, giải và hành được lập nhẫn thọ không nhèm. Hai, lấy giải để kiến lập, lấy hành làm trọng yếu, giữ gìn lời nói là tối nhất, chẳng bóng tâm tổn hại chúng sinh. Ba, chẳng rời bỏ đại bi. Đó là ba sự. Vì thế nên này Phạm Thiên, muốn làm lợi ích cho chúng sinh thì phải siêng khuyến trợ kinh điển này. Đã có hai sự mà hành nguyện được lập ra, chẳng bị quên mất. Một, lúc Phật mới thành đạo, đến thỉnh cầu Đức Phật chuyển chánh pháp luân
2. Phạm Thiên phải thỉnh cầu. Trong hiền kiếp này, 1.000 vị Phật đương lai truyền chánh pháp luân giáo hóa, những chúng xuất gia, làm hạnh Bồ Tát. Như Đức Phật Thế Tôn làm pháp vương tự tại, khéo giáo hóa dạy dỗ ít ai bằng được. Này Phạm Thiên, vì lẽ ấy nên Đức Phật làm cho tất cả mọi người trừ bỏ già bệnh chết đến quả vô vi với sắc chẳng chấp trước. Vì hiểu lẽ ấy nên chịu được các sự khổ, không vọng mong cầu, làm chúa tể trời người, tạo lập ba pháp nhẫn, chấp trì chánh pháp, thọ trì độc tụng, thánh thọ kinh này rất là khó. Phải quan niệm rằng Bồ Tát trong 100.000 ức triệu kiếp tu hành thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh Phật độ, ủng hộ chánh pháp, mau được thành bậc chánh giác. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo A Nan: Này A Nan, ông phải lãnh thọ kinh điển này, thọ trì độc tụng, giảng nói cho mọi người. A Nan bạch Đức Phật: Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ thọ trì làm cho được kiên cố. Đức Phật dạy: Này A Nan, cho đem pháp này truyền cho kẻ chẳng phải pháp khí, chớ trao cho ác tri thức, nên truyền cho bạn lành. Những người mộ đạo thích học, những người này sẽ phụng trì thủ hộ. Này A Nan, kinh điển này chẳng về nơi phi pháp, mà sẽ về nơi người hạp căn khí. Họ có thể phụng hành pháp này và thương cứu chúng sinh. Lại kinh này không có vọng tưởng, tinh tấn hành trì, thì có điềm lành hiện tiền. Người hành trì kinh này thì được nhiều phước báo. A Nan thưa bạch Thế Tôn, con sẽ thọ trì kinh này. Nếu ai thần của Đức Phật, con sẽ làm cho thường được lưu bố khắp nơi. Nếu ai lãnh thọ pháp này, thưa ai thần của Đức Phật, hà quang chiếu xa, những người ấy chẳng còn theo nghiệp hành sai quấy. Bạch Thế Tôn, kinh này danh hiệu là gì? Phụng hành thế nào? Đức Phật dạy: Kinh này tên là Phật Sở Huấn Nói, tức là lời dạy của Đức Phật, lại có tên là Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, Sở Tuyên Bố Nghĩa. Pháp nghĩa của Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ tuyên bố, lại tên là Như Lai Công Huân Bảo Ứng, Công Huân Bảo Ứng của Như Lai, lại có tên là Như Lai Bí Yếu Kinh Pháp Chi Phẩm, Phẩm Pháp Bí Yếu của Như Lai. Này A Nan, ông phải phụng trì như vậy. Vì người khác phân biệt giảng nói chớ có mong cầu lợi dưỡng, chỉ vì vô lượng công đức mà thuận theo pháp luật nên phụng trì vậy. Tại sao? Giả sử dùng Phật nhãn thấy khắp Phật độ và cả nước mười phương, từ mặt đất lên cao đến trời đáo lợi, trong đó đầy những 7 thứ báu, thứ châu báu và 100 thứ uống ăn đem cúng dường Đức Như Lai. Nếu có người lãnh thọ kinh này, thọ trì độc tụng phụng hành, vì người mà giảng nói không có lòng cầu lợi dưỡng thì được công đức nhiều hơn. Và có người nào đem y thực vật dụng cúng dường kinh yếu này, tuyên công đức của Như Lai thì được phước vô lượng, không gì để ví dụ được. Lúc Đức Phật nói kinh này, có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô số Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, vô số Bồ Tát đến bậc nhất sinh bổ xứ. Hiền giả A Nan, bậc Tích Kim Cang Lực Sĩ, Bồ Tát Tịch Ý và các vị đại thanh văn chúng trời người cùng hàng la càng tất bà, tất cả chúng hội nghe lời Đức Phật dạy, mọi người đều hoan hỷ vui mừng, cúi đầu đảnh lễ rồi lui ra. Kinh Đại Bảo Tích Phẩm, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ. Hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kinh Đại Bảo Tích, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.